đời, cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của chần chừ chính là mất mát. Cái giá của thành công chính là đã trải qua nhiều lần thất bại. Cái giá của sự giàu có chính là kiệt sức, thiếu thốn về tinh thần. Cái giá của hạnh phúc viên mãn tuổi già chính là bao nhiêu thăng trầm giông bão thời tuổi trẻ. Cái giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân. Thế nên, khi quyết định bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến cái giá phải trả, quyết định xem có đáng không, bản thân có trả được không rồi hãy làm. Quyết định sống lười biếng và thiếu mục tiêu thì có sẵn sàng trả giá với cuộc đời đầy màu sắc, sung túc và năng động sau này của mình không? Sống hời hợt với mọi người thì có sẵn sàng trả giá với sự trống vắng, cô đơn lúc buồn tủi hay khi về già không? Lười biếng không học hỏi thì có sẵn sàng trả giá với suy nghĩ nông cạn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn đời sống tinh thần lành mạnh hay không? Chần chừ mãi không chịu cố gắng làm việc thì có sẵn sàng trả giá với sự hối hận cắn rứt khi cơ hội đã vụt mất hay không? Nếu biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó rồi, thì khi đã quyết định làm một cái gì đó thì hãy làm hết sức và đừng hối hận. Vì hàng mua rồi chẳng thể trả lại, người đi rồi sao níu giữ, thời gian trôi qua có lấy lại được đâu. Mỗi người chỉ sống có một lần, đời này đừng để hối tiếc mà nói hai chữ giá như.